Ơi, hello, chào cô chú anh chị đã trở lại với trại bò giống Tiền Giang của em nha. Đó thì hôm nay thời tiết giao mùa cô chú anh chị, cho nên là chúng ta cũng nên xịt sát khuẩn chuồng trại thường xuyên nha cô chú anh chị. Đó, em thì chuồng trại em thì em rất là kỹ nha. Đó, đây. Là em xịt sát khuẩn chuồng trại thường xuyên nha. Thì cô chú anh chị nào có nuôi hoặc là đang nuôi thì thời tiết giao mùa thì chúng ta cũng tranh thủ để xịt. Nó bò em thì em về em ra thì em ra, nhưng mà được em vẫn xịt sát khuẩn chuồng trại định kỳ nha. Đó. Đây thì cô chú anh chị nào ở gần xa, nếu mà có nhu cầu bắt bò được chỗ béo hay là bò cái chữa gì đó, thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Trại em là mở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết. Đó. Bò rất là đông nha cô chú anh chị. Đó, bò em rất là nhiều. Thì cô chú anh chị nào có cần thì cứ alo trực tiếp với em sẽ điện lại, hoặc là muốn tới trại em xem thì em sẽ hướng dẫn trực tiếp nha, cho tới trại xem nha. Đây là cái chữa của chú anh chị, cái chữa này đây 6 tháng à, con này đây 6 tháng à. Đó thì bò con này thì nó đẻ rồi một lứa đó, cô chú anh chị, đẻ rồi một lứa. Thì bò đực từ 5 tháng, 5 tháng mấy tới 8 9 tháng bò đực bên kia thì giá nó cũng từ 17 triệu, 17 triệu rưỡi cho tới 20 triệu nha, tùy theo bò. Đó. Con này thì con cái nó cũng đẻ rộn lứa rồi chú anh chị, cái này cũng gieo lại rồi nè. Đó. Con này thì gieo ra chắc cũng hơn nửa tháng rồi. Đó, mới đẻ rộn lứa nha. Thì cô chú anh chị nào có cần thì alo trực tiếp với em, hoặc là tới trại trực tiếp để xem. Trại em là ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Đó. Sáng tranh thủ quay cái clip đặng xịt sát khuẩn cho cô chú anh chị xem, rồi đặng giới thiệu luôn. Đó. Thì bò đực bên em thì đó, bò đực em đứng đó cũng đông lắm nha. Đó. Nó thì giá thì nó dao động từ 17 triệu tới 20 triệu à. Đó. Thì theo tháng bò. Đó. Bò lớn tháng thì nó hơi nhiều tiền chút, nhưng mà giá bò giờ nó cũng giá nó rẻ, giá bò nó rẻ so với ý trước kia. Thì cô chú anh chị nào có cần thì cứ tới trại em là xem trực tiếp nha. Rồi, chào cô chú anh chị, em làm việc tiếp. Có nhu cầu thì cứ liên hệ em nha, em chỉ đường cho tới mà xem coi có nhu cầu muốn nuôi bò đực chỗ béo hay là bò sinh sản gì, thì nói chung là trại em là có đáp ứng đủ ha, mẹ con gì cũng có. Rồi, chào cô chú anh chị.